quá nguy hiểm luôn là trên đường tránh Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk nè. Trưa hôm nay đoàn mình đi ngang đường tránh Buôn Hồ nè, anh em công nhân dọn vệ sinh đốt lá ven đường nè, khói bay mù mịt luôn, tầm nhìn không thấy luôn, mà tốc độ đang đi cho chỗ này là cho 80 đó, cả đoàn xe thắng lại luôn nè, mà mình cũng không thấy đường luôn, phải mở đèn pha sương và nhìn bên kiến bên hông nè, và chạy bò từ từ qua cái đống khói này rất là nguy hiểm. Hú hồn với tình huống công nhân vệ sinh đốt rác khiến tài xế bị mù đường, hoàn toàn hết sức nguy hiểm. Hôm nay ngày 23 tháng 1, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Đoạn clip do camera hành trình ghi lại cho thấy tài xế bị mù hoàn toàn do khói bốc lên từ những đống rác bị đốt ven đường, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn, là tình huống giao thông nổi bật tuần qua. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, đoạn clip được camera hành trình ghi lại trên tuyến đường tránh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho thấy nhóm công nhân vệ sinh đốt rác ngay bên đường khiến khói bốc lên mù mịt và che khuất toàn bộ tầm nhìn của tài xế. Hành động đốt rác của các công nhân vệ sinh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của tài xế khi tham gia giao thông qua đoạn đường này, có thể dẫn đến những tai nạn nguy hiểm. Tình trạng đốt cỏ rác nhưng thiếu kiểm soát khiến lửa cháy lan không chỉ là mối nguy hiểm cho khu dân cư, cho rừng, vườn cây của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường. Phó đội trưởng đội công tác phòng cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cho hay, các đám cháy cỏ rác vườn cây và đặc biệt là rừng xảy ra trong thời gian gần đây, ngoài nguyên nhân thiên tai còn do lỗi chủ quan của con người. Dù cho có công nhân vệ sinh để mắt, nhưng như bạn cũng thấy trong trường hợp trên thì hết sức nguy hiểm cho xe cộ lưu thông vì mù mịt khói, chưa kể có thể cháy rừng như chơi. Vì này cũng chia sẻ thêm, sử dụng nguồn nhiệt hay lửa bất cẩn từ việc gom lá, cỏ khô, rác đốt nhưng không kiểm soát, nấu nướng khi cắm trại ngoài trời, vứt tàn túi lá bừa bãi. Dù ngọn lửa nhỏ nhưng do thời tiết nắng nóng, cỏ khô, gió to khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, không thể kiểm soát được. Còn bạn mình thấy sao về tình huống công nhân vệ sinh đốt rác gây khói mù mịt hết sức nguy hiểm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.